À, đây là một cái loại gia vị có một cái mùi vị rất là độc đáo và được ví như vàng đen của người đồng bào miền núi Tây Bắc. Xin chào các anh chị, thì hôm nay Hải sẽ chia sẻ với anh chị mình một cái loại hạt, hai cái loại hạt mà chúng ta hay thường để làm gia vị. Và hai loại hạt này thời gian gần đây nó rất là nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta, kể cả nước ngoài. Hai loại hạt này mà làm gia vị thì nó là một cái mùi vị rất đặc trưng, và nó là được ví như là vàng đen ở vùng Tây Bắc. Nói tới đây các anh chị mình đã biết đó là loại hạt gì rồi. Không đơn thuần là nó để làm gia vị, hai loại hạt này các anh chị mình có thể làm ra một cái bài thuốc để chúng ta có thể xoa bóp ngay chỗ mà chúng ta bị đau nhức xương khớp. Trước giờ thì hãy chia sẻ của anh chị mình rất là nhiều bài thuốc trị đau nhức xương khớp uống từ trong ra để điều trị từ trong. Nhưng hãy rất ít chia sẻ của anh chị mình những cái bài thuốc mà chúng ta dùng để xoa bóp bên ngoài. Thì hôm nay hãy sẽ chia sẻ của anh chị mình một cái bài thuốc để chúng ta sẽ dùng để xoa bóp bên ngoài. Để kết hợp chúng ta sẽ uống bên trong và chúng ta xoa bóp bên ngoài thì rất tuyệt vời. Và đây là những cái cách dân gian mà rất là nhiều người ưa chuộng. Dần dần sau này rất là nhiều người không biết bởi vì chúng ta không quan tâm. Nhưng thời buổi hiện tại dần dần bệnh nhân người ta có những cái niềm tin lớn hơn về đông y. Cho nên hôm nay Hải sẽ chia sẻ với anh chị mình một cái loại hai cái loại dược liệu này. Đây này các anh chị. Thì đây này các anh chị mình biết hàng này là hạt gì không ạ? Đây. Đây là cái vỏ hạt và cái hạt của nó. Đó, các anh chị mình nhận ra không ạ? Chắc hẳn những các anh chị nào ở vùng cao, như ví dụ như ở Tây Bắc, Cao Bằng, Hòa Bình thì chúng ta rất là quen, đúng không ạ? Đó, đây là hạt mắc khén các anh chị mình ha. Mắc khén, hạt này rất là nổi tiếng luôn về vấn đề là ướp làm gia vị, rồi làm gọi là, mình hay nghe gọi là chẩm chéo, gọi là nước chấm á. Rất là tuyệt vời, có mùi thơm rất là đặc biệt. Đó, rất tuyệt vời hả các anh chị. Đó, và hôm nay Hải sẽ chia sẻ một số cái thông tin về cái hạt mắc khén này cho các anh chị mình. Hạt mắc khén này là một bộ phận, gọi là hạt của nó thì nó là của cây mắc khén. Của cây mắc khén thì nó mới có trái và có hạt như thế này. Đó, đây. Các anh chị mình thấy không ạ? Hãy quay cận cảnh cho các anh chị mình xem. Đó, khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sử dụng luôn cái vỏ hạt và cái hạt như thế này. Cái hạt nguyên của nó đó thì nó gần giống như là cái cách mà mọc của đại cái trái đại hồi của bánh chị mình. Đại hồi mà hôm trước mình đã chia sẻ của bánh chị mình đó. Đó. Nó có 5 cánh, cái hạt của nó nguyên này có 5 cánh, và cái hạt này thì nó bị gãy hết một cánh rồi, 5 cánh. Đó. Tên khoa học của nó là tên khác của nó còn hay gọi là lóc hôi hoặc là hoàng mộc hôi hoặc là lóc hôi. Công dụng của nó nè, thì nó có tính vị là tính ấm và cay nhẹ. Đó, nó cay, người ta hay gọi là cay ngay đầu lưỡi của bác anh chị mình. Đó, nó được thay thế tiêu ở vùng cao, ở miền Nam của mình hoặc miền Đông Nam Bộ thì người ta sử dụng tiêu. Còn cái loại này thì người ta sẽ thay thế tiêu. Tác dụng của nó nè, giảm đầy bụng nè, rồi giúp trị được cái bệnh khó tiêu nè, rồi kích thích tiêu hóa, rồi nó giảm đau xương khớp khi mà chúng ta ngâm rượu. Ngâm rượu thì một hồi Hải sẽ chia sẻ cái cách ngâm rượu rõ ràng cho các anh chị mình từ hàng mắc khén này. Đó, và bây giờ thì Hải sẽ chia sẻ thêm một cái loại hạt nữa mà nó được mệnh danh là vàng đen ở vùng cao. Đây, có anh chị mình nhận ra đây là hạt gì không ạ? Đây, hạt này là đã phơi khô đó các anh chị mình ha. Khi mà nó tươi á thì nó màu đỏ, khi mà phơi khô thì nó màu này. Hạt này có một cái mùi vị rất đặc biệt và rất là thơm luôn. Lần đầu tiên mình nghe được mùi thơm này thì mình cũng đã bị quyến rũ rồi. Rất tuyệt vời. Khi mà nó tròn, nó tươi thì nó tròn và nó màu đỏ, đỏ rất đẹp, đỏ tươi. Mà khi mà phơi khô thì nó như thế này. Đây là hạt dổi ha các anh chị mình ha, hạt dổi. Hạt dổi này khi mà chúng ta sử dụng để làm nước chấm hoặc để ướp á, để ướp những cái món nướng hoặc là gì đó thì các anh chị mình nướng lên. Một là bỏ vào một cái chén và chúng ta gấp than bỏ vào, chúng ta sẽ trộn và thổi để cho nó chín. Hai là chúng ta có thể bỏ lên than rồi chúng ta cho nó cháy cháy xém đi. Cháy xém đi rồi chúng ta sẽ đâm nhuyễn ra và chúng ta sẽ ướp vào gia vị.
Ở hôm nay thì Hải sẽ chia sẻ một số thông tin về hạt dổi này và cái cách mà để chúng ta ngâm rượu để trị được bệnh đau nhức xương khớp. Đây là một cái loại gia vị có một cái mùi vị rất là độc đáo và được ví như vàng đen của người đồng bào miền núi Tây Bắc. Công dụng nè, nó làm được, nó tăng cái hương vị cho các món ăn, rồi nó giúp giảm đau, vấn đề xương khớp và tụ máu bầm, rất tuyệt vời. Đó, đây của bác anh chị, đây là hai cái loại hạt mà rất là nổi tiếng ở vùng Tây Bắc, mà bây giờ thì ở miền Đông Nam Bộ và miền Nam thì cũng rất là để ý tới cái hạt này và có người đã sử dụng để thử. Đây, đây là hạt mắc khén và đây là hạt dổi, mình được một người bạn ở Bắc Giang gửi vào cho mình. Đó, một người bạn ở Bắc Giang gửi vào cho mình. Rồi, khi mà cô bác anh chị mình muốn á, ngâm rượu nó thì chúng ta sẽ phơi khô như thế này. Chúng ta khỏi cần rang, chúng ta chỉ cần phơi khô hai hạt này thôi. Nhớ là chúng ta ngâm rượu là chúng ta ngâm riêng thì nó sẽ tốt hơn. Bởi vì ngâm riêng á, thì mùi vị hoặc là tác dụng của mỗi cái thuốc á, thì nó sẽ không có hòa lẫn vào nhau, nó không có trộn vào nhau. Thì nếu chúng ta có thể ngâm chung vẫn được, nhưng mà chúng ta ngâm riêng thì nó sẽ tốt hơn. Thì cái cách ngâm á, thì hạt dổi này, muốn ngâm rượu thì chúng ta sẽ phơi khô như thế này. Rồi của bác anh chị mình là bỏ vào một cái hũ, cái bình gì đó. Bởi vì chúng ta ngâm rượu, chúng ta không có uống mà chúng ta chỉ so bóp thôi, thì chúng ta sẽ ngâm trong bình nhựa cũng được. Liều lượng 1kg hạt dổi khô như thế này, chúng ta sẽ ngâm với lại 3 lít rượu gạo lò nấu, rượu đế, rượu trắng, ở độ là 35 đến 40 độ. Nhớ là rượu lò nấu ha. Thì chất thuốc trong này thì nó mới ra, và chúng ta sẽ so bóp nhiều lần ở chỗ mà chúng ta bị đau nhức xương khớp. Và khi mà chúng ta ngâm thì chúng ta ngâm trong vòng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng sau thì chúng ta có thể sử dụng dần được rồi. Để càng lâu thì chúng ta sẽ có được cái hũ thuốc càng tốt. Có nghĩa là chúng ta ngâm càng lâu thì càng tốt. Đó, đó là cách ngâm hạt dổi. Rất thơm đó cô bác chị. Và đây, đây là cái hạt mắc khén. Đó, hạt mắc khén thì chúng ta cũng phơi khô như thế này. Rồi chúng ta ngâm rượu, khỏi cần rang gì hết á, chúng ta chỉ cần phơi khô như thế này thôi. Rồi á, cô bác anh chị mình bỏ một cái hũ. Thì cái này chúng ta bỏ một cái hũ và hũ nhựa cũng được. Liều lượng 1kg cái hạt mắc khén này thì cô bác anh chị mình có thể ngâm 5-6 lít rượu, rượu gạo lò nấu ở độ 35-40 độ. Rượu trắng hay cô bác anh chị mình, rượu đế đó. Đó, 1kg thì chúng ta có thể ngâm từ 5-6 lít rượu, và chúng ta sẽ ngâm trong vòng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng thì chúng ta sử dụng dần được rồi. Ngâm càng lâu thì càng tốt. Riêng mắc khén này, nếu chúng ta bị khó tiêu, đầy hơi, sình bụng, tiêu chảy thì chúng ta có thể rót, mỗi lần như vậy chúng ta có thể rót một ly nhỏ thế này, chúng ta sẽ uống sau bữa ăn 5 phút. Có nghĩa là chúng ta ăn xong thì chúng ta sẽ uống một ly nhỏ như thế này, thì nó giúp chúng ta gì ạ, dễ tiêu, rồi chống lạnh bụng, rồi trị được cái vấn đề tiêu chảy. Tuyệt vời không các bác anh chị? Đó, thì đó là một cái số thông tin từ cái hạt dổi và hạt mắc khén mà hôm nay Hải muốn chia sẻ cho các anh chị mình, để chúng ta có cái nhìn rõ hơn. Không những mà nó có thể giúp chúng ta tăng cái hương vị một cách độc đáo. Mình xin lưu ý của anh chị mình là nó, nếu mà người miền Nam hoặc người miền Đông Nam Bộ thì quen với cái mùi tiêu hoặc là mùi gừng hoặc là mùi bình thường, ớt rồi đó, tiêu tỏi rồi đó, củ hành, nhưng riêng hai cái loại này thì cái mùi nó khác lạ hoàn toàn. Khi chúng ta ướp thịt nướng hoặc là làm nước chấm thì khi mà chúng ta sử dụng hai cái loại hạt này thì cực kỳ tuyệt vời. Mình đã sử dụng rồi cho nên mình thấy rất là lạ luôn. Cái nó lạ ở đây không phải là chúng ta khó ăn, nhưng nó lạ ở đây mà nó ngon. Đó, nó lạ mà nó ngon. Thì như vậy thì rất là tốt. Thì nếu các bạn chị nào muốn mà sở hữu được hai cái loại này mà để mà chúng ta làm nước chấm hay gì đó, hiện tại thì trên mạng chia sẻ bán rất là nhiều. Thì các bạn chị mình có thể đặt mua trên mạng ở những cái chỗ mà uy tín. Đó, ở chỗ mà uy tín ha. Thì Hải biết là có một cái chỗ, thì cái chỗ này là người bạn Hải, một cái người bạn của Hải là chia sẻ gửi về cho Hải nè. Thì đó là cái của anh chị mình lên YouTube á, gõ là hoang dã vùng cao thì chúng ta sẽ đặt hàng mua ha. Rồi, thì Hải đã chia sẻ xong của anh chị mình những cái công dụng rất tuyệt vời từ cái hạt dổi và cái hạt mắc khén bên bờ suối như thế này. Cái cảnh này thì giống Tây Bắc hơn của anh chị mình ha, giống ở Tây Bắc hơn. Đó, chia sẻ ở bờ suối. Đó, thì của anh chị mình có một số bạn hỏi Hải là cái ông thầy này sao ông ra ruộng ra rừng ông quay phim không à, ông quay video không à. Thì
Hải xin chia sẻ của bác chị mình như thế này. Ở xóm của Hải á thì cũng đông nhà, đông nhà cửa đó, người ta ở cũng ở nhiều. Rồi cái tạp âm á nó rất là nhiều, có người thì chạy xe, có người karaoke, rồi có người nói chung là rất là nhiều cái tạp âm. Rồi chó sủa, rồi nhiều lắm. Cho nên á Hải muốn chia sẻ cho cô anh chị mình một cái video có chất lượng tốt, không tốt nhất nhưng mà nó hạn chế tối đa những cái vấn đề tạp âm để cho cô bác chị mình có cái video có âm thanh rõ ràng và tuyệt vời. Thì ở đây nè, cô bác chị mình biết không? Ở đây là suối nó đẹp, phong cảnh rất đẹp, nhưng ở trên kia kìa, ở trên kia nó có một cái thác, nó chảy ầm ầm đó. Nhưng mà cái suối thì đẹp, nhưng mà ngược lại thì tiếng ồn của bác chị mình vẫn nghe rồi đó. Bình thường hãy chia sẻ của bác chị mình cái video là tiếng âm thanh nó rất là trong, nhưng mà vì lý do là cái rau dẻ đó, hôm nay thì có rau dẻ đây nè các bác chị đó, cái rau dẻ đó thì thôi chúng ta được cái này mất cái kia, cho nên hãy mới chia sẻ của bác chị mình ở đây đó, được cảnh đẹp mà tiếng ồn thì cũng không sao của bác chị mình ha. Đó thì hôm nay Hải đã chia sẻ xong của bác chị mình cái cách để chúng ta có thể sử dụng cái hạt dổi hoặc là hạt mắc hén để chúng ta có thể ngâm rượu và xoa bóp khi mà chúng ta bị đau nhức xương khớp hoặc là chúng ta bị bầm tím, nói chung là rất là tuyệt vời để chúng ta có thể kết hợp giữa uống và xoa bóp bên ngoài. Đó thì của anh chị mình thấy không, không phải là chúng ta chỉ cần là gọi là làm gia vị thôi, nhưng mà chúng ta cũng có thể làm bài thuốc rất tuyệt vời đó của anh chị mình. Nếu chúng ta uống không á thì nó cũng rất là tốt, nhưng chúng ta sẽ kết hợp bên ngoài luôn thì rất tuyệt vời. Và cũng đã xong, thì cuối video Hải cảm ơn các anh chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ Hải trong suốt thời gian qua. Thì cuối video Hải chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công cuộc sống. Video Hải đến đây Hải xin được kết thúc. Bye bye các anh chị mình nha.